Chào các bạn, Thảo Dược Hải Đăng hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại thảo dược uống rất mát, đó là trà nhân trần. Ở nước ta, nhân trần là một loại cây quen thuộc phải không ạ? Có thể thấy dễ dàng trong những gia đình hay là các quán trà đá vỉa hè. Nhân trần có vị hơi đắng, tính hơi hàn, mát, có công dụng là thanh nhiệt, nội mật. Được dùng để chữa các chứng hoàng đản, tiểu tiện bất lợi, viêm loét da do phong thấp. Và đặc biệt là nhân trần rất tốt trong điều trị viêm gan vàng da. Việc sử dụng trà nhân trần thì khá đơn giản. Các bạn có thể dùng cây nhân trần phơi khô, thái nhỏ, rồi cho vào nồi nấu nước, hoặc pha với nước sôi như kiểu pha trà rồi để uống hàng ngày, có tác dụng là giải nhiệt. Hoặc các bạn có thể làm bài thuốc nhân trần 300g, sinh địa hoàng 60g, trà 30g. Ba thứ này lấy ở dạng đã phơi khô, thái và tán vụn. Khi sử dụng chỉ cần đem pha với nước sôi, pha như pha trà trong khoảng 10 đến 15 phút rồi uống hàng ngày. Bài thuốc này dùng để chữa bệnh viêm gan vàng da cấp tính, rất hiệu quả. Các bạn có thể dùng bài thuốc nhân trần 8g kết hợp với mần tưới 20g, mạch môn 20g, ngải cứu 10g, rẻ quạt 4g, vỏ bưởi dầu khô 4g, tất cả cho vào sắc uống, dùng cho phụ nữ sau sinh, sử dụng mỗi ngày một thang giúp hồi phục sức khỏe và thanh lọc cơ thể. Như vậy, nhân trần có công dụng rất tốt đối với sức khỏe phải không ạ? Hiện nay trên thị trường nhiều loại nhân trần bị phun thuốc diệt cỏ vào cây tươi để cây nhanh héo và khô, hay bị chủ cửa hàng phun thuốc chống ẩm mốc, rất không an toàn phải không ạ? Với đạo đức trong nghề, coi trọng sức khỏe con người, Thảo Dược Hải Đăng luôn chú ý trong khâu trồng và chế biến. Với kinh nghiệm trong 10 năm trồng và chế biến cây thảo dược, Hải Đăng luôn tin tưởng đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Nếu bạn nào có nhu cầu về nhân trần sạch thì hãy liên hệ qua Thảo Dược Hải Đăng qua số điện thoại 0966 446 329 hoặc truy cập website cây cảnh hải đăng.com để đặt hàng. Chào các bạn.